Trong báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hiện nghị quyết 41 2021, Quốc hội khóa 15 và nghị quyết 109 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết năm 2024, Bộ đã ban hành kế hoạch kiểm tra, trong đó có nội dung kiểm tra tại 24 sở giáo dục và đào tạo về thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, lựa chọn sách giáo khoa, dạy thêm, học thêm. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra tại 24 sở giáo dục đào tạo thuộc các tỉnh thành gồm Quảng Ngãi, Bạc Liêu, Hưng Yên, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Phước, Quảng Bình, Ninh Thuận, Con Tum, Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Hậu Giang, Sơn La, Bắc Cạn, Nam Định, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Điện Biên, Hà Nam, Hải Phòng, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Cần Thơ. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thực hiện thanh tra chuyên ngành một số cơ sở giáo dục đại học, triển khai kế hoạch thanh tra kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 ở các khâu chuẩn bị, coi thi, chấm thi. Bộ cũng thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 tại 4 cơ sở giáo dục đào tạo là Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Vĩnh Long, Cần Thơ và chuẩn bị ban hành kết luận thanh tra các sở giáo dục đào tạo. Cùng với đó, Bộ Tổ chức Thanh tra Kiểm tra kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023-2024 tại các hội đồng coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia cho học sinh trung học, thanh tra việc tuyển sinh vào lớp 10 của hai cơ sở giáo dục và đào tạo là Hà Nội và Hải Phòng. Về vấn đề dạy thêm học thêm, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay việc quản lý hoạt động dạy thêm học thêm ở các địa phương hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn vướng mắc vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đề xuất đưa hoạt động dạy thêm học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện làm cơ sở để sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012 đảm bảo sự phù hợp, thuận lợi cho công tác quản lý hoạt động này trong và ngoài nhà trường. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết từ đầu năm 2024 đến nay đã có 139 cán bộ và 432 công chức bị xử lý kỷ luật. Trong khi đó, 9 tháng đầu năm, ngành thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 106.672 tỷ đồng, 296 hectare đất. Thừa ủy quyền của chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà có báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về công tác quản lý cán bộ công chức, báo cáo cho thấy từ đầu năm 2024 đến nay đã có 139 cán bộ và 432 công chức bị xử lý kỷ luật việc xử lý cán bộ công chức vi phạm kỷ luật đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, công khai, nghiêm minh chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục. Cùng với đó, báo cáo nhấn mạnh việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý cũng được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Đảng và của pháp luật, đặc biệt các trường hợp cán bộ công chức lãnh đạo quản lý sau khi bị kỷ luật Mặc dù vậy, ngành nội vụ cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế, trong đó có tình trạng né tránh đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm ở một số bộ cơ quan địa phương và một số bộ phận cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý. Giải pháp được tư lệnh ngành đưa ra là thực hiện thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức, hoàn thiện và thực hiện tốt cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng, trình độ chuyên môn giỏi làm việc trong các cơ quan nhà nước cùng với đó là giải pháp tăng cường kiểm tra thanh tra công vụ, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và kiểm soát quyền lực. Gửi báo cáo đến Quốc hội về kết quả thực hiện một số nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn, Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, trong 9 tháng đầu năm, ngành đã triển khai hơn 5.600 cuộc thanh tra hành chính và hơn 74.000 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm về kinh tế 106.672 tỷ đồng, 296 hecta đất, trong đó ngành thanh tra đã kiến nghị thu hồi 71.155 tỷ đồng và 25 hecta đất, đồng thời kiến nghị xem xét xử lý hành chính 1.398 tập thể và 5.502 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý 154 vụ, 125 đối tượng với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng thanh tra Chính phủ cho biết ngành đã tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các bộ ngành địa phương đã kiểm tra 3.455 cơ quan tổ chức đơn vị về công khai minh bạch, phát hiện 267 đơn vị vi phạm, tiến hành 1.783 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ định mức tiêu chuẩn, phát hiện 192 vụ việc vi phạm, 332 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 35,9 tỷ đồng qua kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức tại 376 cơ quan tổ chức đơn vị, các bộ ngành đơn vị đã kịp thời phát hiện chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 30 cán bộ công chức viên chức vi phạm. Thanh tra chính phủ đã công bố công khai 3 kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, viên chức công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ông Hoàng Hưng, vụ trưởng vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khối kinh tế ngành vụ 1 thanh tra chính phủ chủ trì buổi công bố. Tại buổi công bố, đại diện đoàn thanh tra đã trình bày toàn văn các kết luận thanh tra số 361, số 362, số 363 ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ công chức viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Đồng Nai theo đó bên cạnh kết quả đã đạt được trong việc thực hiện công vụ của cán bộ công chức viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại bộ tài nguyên và môi trường bộ giao thông vận tải và tỉnh đồng nai kết luận thanh tra cũng nêu rõ công tác giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại các bộ tỉnh nói trên còn một số tồn tại hạn chế khuyết điểm như chậm ban hành kế hoạch cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính việc tiếp nhận trả lời phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp còn chậm bị quá hạn cao, không thực hiện thanh tra riêng về trách nhiệm công chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Tại buổi công bố kết luận thanh tra, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hữu Định trân trọng cảm ơn thanh tra chính phủ, đoàn thanh tra đã công tâm, khách quan trong quá trình thanh tra và ghi nhận những kết quả đã đạt được của bộ ngành tỉnh trong việc thực hiện công vụ của cán bộ công chức viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đoàn thanh tra đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện công vụ của cán bộ công chức viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại các bộ ngành và địa phương, đề nghị nghiêm túc thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra, đảm bảo thời gian theo quy định. Đại diện các bộ ngành và tỉnh Đồng Nai thống nhất với nội dung kết luận thanh tra và cho biết sẽ nghiêm túc chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm kết luận thanh tra của thanh tra chính phủ đồng thời bày tỏ mong muốn được thanh tra chính phủ tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra và sẽ có báo cáo đầy đủ gửi về thanh tra chính phủ theo thời gian quy định. Tại buổi công bố kết luận thanh tra, ông Phạm Minh Thành, trưởng phòng nghiệp vụ 1, Cục Giám sát, Thẩm định và xử lý sau thanh tra đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch thực hiện. Kết quả của thanh tra nghiêm túc thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra đảm bảo thời gian theo quy định. Phát biểu kết luận buổi công bố kết luận thanh tra, ông Hoàng Hưng, vụ trưởng vụ 1, thanh tra chính phủ nhấn mạnh, buổi công bố kết luận thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật. Vụ trưởng vụ 1 thanh tra chính phủ đánh giá cao các đơn vị đã chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc trong việc thực hiện kết luận thanh tra, đặc biệt nhiều nội dung thực hiện được ngay trong quá trình thanh tra. Ông Hoàng Hưng, vụ trưởng vụ 1 đề nghị trong thời gian từ 10 đến 15 ngày, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Đồng Nai chỉ đạo thực hiện ngay các nội dung theo kiến nghị tại kết luận thanh tra. Đối với các nội dung chưa thực hiện được ngay, các đơn vị cần ban hành kế hoạch để thực hiện sớm, trong đó phân công đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, tiến độ thực hiện và báo cáo về thanh tra chính phủ trong quý 1 năm 2025.